Kính chào các bạn học viên. Hôm nay, Kế toán Việt Hưng sẽ hướng dẫn cho các bạn về cách lập thông báo sai sót mẫu 04SS trong trường hợp công ty có hóa đơn bị sai sót về nội dung và phải lập hóa đơn điều chỉnh. Ở đây, Kế toán Việt Hưng có hóa đơn số 13 ngày 11 tháng 5 với nội dung là dịch vụ tư vấn quản lý doanh nghiệp. Số lượng là một gói dịch vụ và đơn giá là 9.500.000. Nhưng nội dung tên hàng hóa dịch vụ này bị sai và khách hàng yêu cầu Kế toán Việt Hưng phải xuất lại hóa đơn điều chỉnh nội dung sai sót này. Thì các bước thực hiện lập hóa đơn điều chỉnh thì chúng ta sẽ thực hiện như sau. Bước 1, chúng ta phải lập biên bản điều chỉnh hóa đơn được lập giữa bên A và bên B. Cụ thể có bên A là công ty Việt Hưng và bên B là công ty khách hàng. Và trên nội dung của biên bản điều chỉnh hóa đơn có ghi rõ điều chỉnh hóa đơn giá trị gia tăng, mẫu số ký hiệu, số ngày lập, trị giá hóa đơn, tên dịch vụ là dịch vụ tư vấn quản lý doanh nghiệp. Lý do điều chỉnh là điều chỉnh tên hàng hóa dịch vụ vì ở đây đang bị sai tên hàng hóa dịch vụ. Được sửa từ dịch vụ tư vấn quản lý doanh nghiệp thành dịch vụ đào tạo. Và biên bản này thì được ký kết giữa hai bên và in thành hai bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị như nhau. Sau khi lập biên bản điều chỉnh hóa đơn xong, chúng ta vào trang hóa đơn điện tử. Tôi sẽ vào mục xử lý hóa đơn, chọn quản lý hóa đơn sai sót và tôi chọn lập thông báo hóa đơn sai sót. Nội dung thông báo, vì ở đây là công ty chúng ta đã lập hóa đơn gửi cho khách hàng và tự phát hiện ra sai sót. Do đó tôi chọn là thông báo hủy giải trình của người nộp thuế. Còn trường hợp mà chúng ta nhận được thông báo của cơ quan thuế về việc điều chỉnh hóa đơn này thì chúng ta sẽ chọn thông báo hủy giải trình của người nộp thuế theo thông báo của cơ quan thuế. Ở đây chúng ta chọn tỉnh, thành phố và chi cục thuế mà chúng ta đang hoạt động. Tôi chọn là thông báo về hóa đơn điện tử đã lập có sai sót. Trường hợp công ty nào mà lập hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền thì chúng ta chọn thông báo về hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền đã lập có sai sót. Thông tin hóa đơn, chúng ta có thể nhấn vào dấu cộng để chúng ta thêm. Chọn hóa đơn là số hóa đơn sai sót chúng ta điều chỉnh. Và ở đây tôi chọn là điều chỉnh. Lý do là sai tên hàng hóa dịch vụ. Sau khi lập xong thì các bạn nhấn vào gửi thông báo và ký xác nhận chữ ký số để thông báo này được gửi lên cho cơ quan thuế. Và đây chính là mẫu sai sót mà tôi vừa lập. Sau khi lập xong thì các bạn sẽ vào phần hóa đơn, chọn hóa đơn điều chỉnh, chọn lập hóa đơn điều chỉnh. Chúng ta chọn mẫu số hóa đơn và chọn số hóa đơn gốc bị sai cần điều chỉnh. Ở đây là số hóa đơn số 13. Và tôi chọn vào tạo hóa đơn. Loại tôi chọn là dịch vụ và tên tôi sẽ chọn lại là dịch vụ đào tạo. Việc điều chỉnh này là điều chỉnh về sai tên hàng hóa dịch vụ, không ảnh hưởng gì đến số tiền và tiền thuế. Do đó, chúng ta không cần phải sửa số tiền và tiền thuế. Lúc này chúng ta nhấn vào chữ xem trước để chúng ta xem thông tin hóa đơn điều chỉnh. Và trên hóa đơn này có ghi điều chỉnh cho hóa đơn số 13, ký hiệu, ngày ký và nội dung tên hàng hóa dịch vụ đúng sau khi được điều chỉnh, được thể hiện ở trong phần tên hàng hóa dịch vụ này. Nếu như tất cả thông tin đúng rồi thì các bạn nhấn vào ký gửi để chúng ta có mã xác nhận của cơ quan thuế. Và khi ký gửi xong thì chúng ta sẽ gửi hóa đơn điều chỉnh cùng với lại biên bản điều chỉnh mà chúng ta đã lập gửi cho bên khách hàng. Và các bạn lưu ý khi mà chúng ta lập hóa đơn điều chỉnh thì chúng ta phải điền số biên bản và điền ngày biên bản, chọn file là biên bản. File này được kết xuất ra PDF, sau đó chúng ta nhấn vào Open. Thì lúc đó chúng ta mới ký được điện tử. Và số hóa đơn điều chỉnh chính là số tiếp theo của số hóa đơn hiện tại. Tôi ví dụ số hóa đơn hiện tại chúng ta xuất đến số 20, thì số tiếp theo sẽ là số 21. Và đối với hóa đơn điều chỉnh này thì chỉ điều chỉnh về tên hàng hóa dịch vụ, không ảnh hưởng đến số tiền thuế và tiền hàng. Do đó trên phần mềm MISA, trong phần hóa đơn bán ra chúng ta đã lập hóa đơn số 13 rồi. Thì lúc này các bạn chỉ cần click vào hóa đơn số 13 này để chúng ta mở ra. Nhấn vào bỏ ghi và nhấn vào sửa.
chúng ta chọn lại tên dịch vụ là dịch vụ đào tạo. Và khi các bạn chọn lại dịch vụ đào tạo thì số tiền sẽ bị mất, do đó các bạn điền lại số tiền là 9.500.000 vào. Và chúng ta chọn lại phần trăm thuế giá trị gia tăng theo như trên hóa đơn số 13. Chúng ta chỉ chọn lại tên dịch vụ, thay dịch vụ tư vấn quản lý doanh nghiệp bằng dịch vụ đào tạo. Sửa xong thì các bạn nhấn cất. Tại video sau thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn về cách lập hóa đơn thay thế và hạch toán hóa đơn thay thế trong trường hợp là sai số tiền. Như vậy, Kế toán Việt Hưng vừa chia sẻ cho các bạn về cách lập hóa đơn điều chỉnh sai sót tên vật tư hàng hóa dịch vụ không ảnh hưởng đến tiền hàng và tiền thuế, cũng như là cách hạch toán trên phần mềm Visa. Chúc các bạn học tốt!